Chào các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm, đó là cái hoa nhựa. Đó. Cái sản phẩm này thì các bé nhà mình mua nên để tặng cô giáo đấy, nhân ngày mùng 8 tháng 3. Đấy, thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một số các cái ý nghĩa của cái sản phẩm hoa nhựa này. Thì thứ nhất đó là chúng ta nghĩ về tất cả những cái sự kiện đó mà chúng ta có thể tặng hoa cho một ai đó, như là sinh nhật, tốt nghiệp, ngày cưới, ngày kỷ niệm. Đây rõ ràng đó là một cái dịp khá phổ biến trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Cái sự tươi sáng và đẹp đẽ của hoa nó biểu thị cái ý nghĩa cho những cái khoảnh khắc đặc biệt. Đó. Chúng gửi đi cái niềm vui, cái sự hy vọng hay tất cả những cái lời chúc tốt đẹp mà của bạn chúng ta tìm đến cho gửi đến cho một người bạn của chúng ta, một người thân. Đó. Thì chúng ta có thể lựa chọn hoa tươi hoặc hoa giả. Đấy, thì đối với cái dòng hoa giả này thì hiện nay cũng được phổ biến rất là nhiều. Đấy, thì bởi vì nó mang một số cái ý nghĩa như sau. Thứ nhất thì các bạn đã bao giờ chúng ta bước vào một cái buổi tiệc sinh nhật, đấy, một cái phòng khám, bệnh viện, chúng ta thấy các cái bó hoa đấy, chen chúc trong một cái không gian nhỏ, tất nhiên thì nó cũng rất là tuyệt vời. Đấy, khi mà chúng ta nhận được nhiều các cái biểu hiện của tình yêu, sự quan tâm. Đấy, nhưng đối mặt với đó là cái nó có thể quá sức đối với người nhận để xử lý nó sau đó. Đấy, những cái bó hoa đó thì chúng ta cần phải chăm sóc. Đó, ngay cả khi những cái bông hoa nó đắt tiền, nó đẹp đó, rồi thì nó cũng sẽ phải khô héo và chết trong một số ngày sau đó. Trong khi những cái tấm thiệp đi kèm thì có thể sẽ mang theo bông hoa vào thùng rác đó. Thay vào đó thì chúng ta hãy xem xét cái việc tặng hoa nhân tạo đó. Chúng sẽ tồn tại mãi mãi sau khi mà những cái hoa tươi thì nó đã không còn nữa. Đó. Thì chúng ta có thể được để được rất là lâu dài. Mỗi khi chúng ta ngắm nó thì chúng ta lại nhớ đến cái người bạn mà đã tặng cho chúng ta. Đó. Chúng ta lưu giữ được nó mãi mãi. Đó. Chúng ta đã biết rằng đôi khi những cái sự kiện quan trọng nó xảy ra ở một cái nơi rất xa nào đó. Đó là thực tế của cuộc sống. Và thật khó để cho chúng ta ở đó cùng những người thân yêu. Đấy, vì vậy thì chúng ta tìm đến một người bán hoa đấy, ở địa phương để đặt hoa qua mạng. Thông thường thì mọi việc sẽ rất là suôn sẻ. Đấy, mặc dù cái nó thường kết thúc ở cái giá cũng khá là đắt đó. Và cái vấn đề là nếu mà có cái chuyện xảy ra, người giao hàng trì hoãn, đấy, những người thân của chúng ta đấy, bất ngờ thay đổi kế hoạch, thì cái sự quan tâm của bạn đối với những người bạn thương yêu lại không được thể hiện đúng lúc đó. Nếu mà bạn ở xa ấy, thì chúng ta hãy gửi một cái bó hoa nhân tạo đấy, hoàn hảo cho dịp này đấy. Thì nó có tồn tại mãi mãi và nó vẫn nằm trong một cái hộp ở cái ngưỡng cửa trong tuần và nó vẫn luôn rực rỡ khi mà chúng ta mở nó ra đấy. Tiếp theo đó là cái sự đặc biệt, thì những người bạn và cái gia đình mà chúng ta quan tâm ấy, xứng đáng nhận được những cái món quà, những cái lời chúc tốt đẹp. Vì vậy thì chúng ta hãy làm cái món quà đó trở nên thật đặc biệt đó.
Cây và hoa nhân tạo đó là một trong những cái món quà đặc biệt đó. Chúng ta hãy chọn theo cái sở thích của cá nhân đấy, của họ và biến nó trở thành một cái món quà đấy. Mà để cho họ luôn nhớ tới chúng ta, và chúng ta có thể có một một phần đấy, ngôi nhà của họ trong nhiều năm mà không cần phải chăm sóc đấy, thì cũng sẽ luôn nhắc nhở họ về cái tình cảm mà chúng ta đã dành cho họ trong thời gian qua đó. Thì đối với cái sản phẩm hoa nhựa này á, thì như các bạn biết thì cái giá thành của nó cũng rất là rẻ, rẻ hơn hoa tươi rất là nhiều đó. Thì hiện nay thì với cái công nghệ rất là hiện đại thì cái việc làm ra những cái bông hoa giả nó có những cái màu sắc, sắc thái nó như hoa thật, đó là điều vô cùng đơn giản và dễ dàng đó. Tại thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì có nhiều các cái tuyến đường họ bày bán hoa giả đấy, rất là nhiều những cái bông hoa tươi thắm với các cái màu sắc khác nhau đấy, là xanh mơn mởn khiến cho người đi đường ai đấy cũng phải ngắm nhìn đó. Thị trường hoa giả thì nó thường nhộn nhịp và đắt khách vào cái dịp gần Tết đó, khi mà người dân có nhu cầu trang trí lại nhà cửa đó. Thì các cái cũng là các cái dịp mà các cái nhà cung cấp hoa nhựa đấy, tung ra các cái mẫu mã, các cái kiểu dáng để thu hút khách hàng đó. Đối với cái sản phẩm hoa nhựa thì chúng ta nếu mà từ xa thì các bạn cũng rất là khó để phân biệt được đâu là hoa thật, đâu là hoa giả, bởi vì nó được làm rất là công phu đấy, tinh tế, khiến cho người mua đó, rất khó để nhận ra đấy. Dù là hoa giả nhưng mà những cái chậu hoa đấy, nó vẫn mang một cái dáng vẻ thanh lịch và cái đó rất là tự nhiên đấy. Tùy vào các loại hoa mà người ta có cái cách bán nó khác nhau đấy. Thông thường thì các cái nhánh nó dao động khoảng từ 35 đến 70 nghìn một cái nhánh, nó có 3 đến 4 bông hoa đấy, và chúng ta có thể bỏ ra khoảng từ 300 đến 800 nghìn là chúng ta có thể sở hữu một cái chậu hoa đẹp lung linh mà không bao giờ chúng ta phải lo về cái thời gian sử dụng đó. Đó là cũng là một cái món quà ý nghĩa để tặng cho người yêu. Thì hoa giả làm quà tặng thì nó có rất là nhiều các cái ưu điểm vượt trội đấy, so với những cái món quà khác, đặc biệt đó là so với hoa tươi. Hoa giả thì nó luôn tươi tắn, không bị khô héo theo thời gian. Nếu mà chúng ta tặng cho người yêu thì đồng nghĩa với cái việc đó là chúng ta nói rằng tình yêu đấy sẽ mãi mận lòng và không bao giờ phai nhạt đấy. Với cái ưu điểm về đa dạng, phong phú về chủng loại, màu sắc, nên là cái việc lựa chọn những cái món quà bằng hoa giả nó cũng mang nhiều cái ý nghĩa hơn. Sau những cái giờ học tập, làm việc căng thẳng mệt mỏi, chúng ta muốn trở về không gian thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái bông hoa sặc sỡ, nhiều màu sắc, không bao giờ úa tàn. Đó. Xua đi những cái cảm giác mệt mỏi, căng thẳng đó. Thì hiện nay trên thị trường bán rất là nhiều các cái dòng hoa đấy, để cho chúng ta lựa chọn. Thì cái sản phẩm hoa này thì mình đã mua ở chợ đó, để cho các bé nhà mình làm cái món quà tặng cho cô giáo nhân ngày mùng 8 tháng 3 đấy. Cái giá của nó cũng chỉ vào 20.000 một bông này thôi. Đấy, thì nó rất là phù hợp đối với người sử dụng. Thì các bạn chúng ta có thể tham khảo và sử dụng.